Sau nhiều ngày đổi tên từ trạm thu phí BOT sang trạm thu giá BOT gây bất bình trong dư luận, Bộ Giao thông Vận tải vừa có quyết định sẽ đổi tên một lần nữa từ trạm thu giá sang một tên gọi khác cho phù hợp với ngữ nghĩa của tiếng Việt. Việc sử dụng tên gọi trạm thu giá khiến dư luận rất bất bình do sai ngữ nghĩa chuẩn mực của tiếng Việt, đọc rất chói tai. Có nhiều ý kiến còn cho rằng việc quản lý phí do Bộ Tài chính phê duyệt và kiểm soát, còn việc quản lý giá thì Bộ Giao thông Vận tải có quyền tự quyết định. Do là loại phí mang tính đặc thù, liên quan đến trách nhiệm của nhà nước đối với nhân dân, nên quyền lợi và nghĩa vụ của các bên phải thể hiện chặt chẽ theo hợp đồng BOT và được sự giám sát của người dân. Và sự chuẩn mực trong việc đặt tên cho các trạm thu phí BOT là không thể xem nhẹ và muốn làm kiểu gì cũng được.